Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Những ngày qua trên công trường dự án là không khí lao động hăng say nhộn nhịp khẩn trương, quyết tâm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Qua đó tạo động lực quan trọng để thúc đẩy giao thương cũng như thu hút đầu tư trong những năm tới. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 có tổng chiều dài 3,25 km, trong đó phần đường là hơn 2 km, phần cầu vượt sông đáy là gần 1,2 km, tổng mức đầu tư là hơn 590 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Được khởi công từ cuối năm 2021, đến nay sau gần 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành khoảng 20% khối lượng công việc. Trong quá trình thi công thì đơn vị thì cũng đảm bảo thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Tới đây thì doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm các mũi triển khai thi công, 2 mũi đường, cống, cầu thì làm 3 mũi, 3 ca liên tục để làm sao tiến độ đạt được theo như dự án được phê duyệt. Dự án có liên quan đến khoảng 50 hộ gia đình và tổ chức phải giải phóng mặt bằng với diện tích là gần 5 hectare, gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất lúa và đất giao thông thủy lợi. Để đảm bảo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với huyện Kim Sơn thực hiện. Đến nay đã tạm bàn giao toàn bộ diện tích thuộc dự án nằm phía ngoài đê sông đáy cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Phía trong đê đã tạm bàn giao được khoảng 70 mét. Huyện đang đẩy nhanh cái tiến độ để triển khai một cái dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ và sau dần điền đổi thửa để xác định cái diện tích đất lúa phải thu hồi. Đến nay thì công tác đo đạc đang tập trung ưu tiên tại các cái xóm mà có cái tuyến đường bộ ven biển đi qua, và theo lộ trình thì chúng tôi xác định là sẽ đẩy nhanh tiến độ và tập trung tuyên truyền vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu trong tháng 6 thì có thể giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai dự án. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch và hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kết nối các đoạn tuyến hành lang ven biển, đoạn Ninh Bình, Nam Định và Ninh Bình, Thanh Hóa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nên cùng với thi công xây dựng đảm bảo chất lượng tiến độ, công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất, phấn khởi trong nhân dân cũng được chú trọng. Đây là một trong những cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cái thành quả của nó thì chắc chắn là người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Với cái cương vị là cấp ủy chính quyền địa phương thì trước tiên thì chúng tôi cũng rất trách nhiệm tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh cái chỉ đạo của tỉnh và của huyện về công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cái mặt bằng cho đơn vị thi công có cái mặt bằng để thi công công trình. Dự án đường bộ ven biển đi qua huyện Kim Sơn, trong đó đi qua địa phận xã Cồn Thoi, chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động bà con nhân dân sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho bên dự án để thi công. Với sự quyết tâm cao độ và tinh thần lao động hăng say, trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư công nhân, tin tưởng đến cuối năm 2023, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện đúng tiến độ và đưa vào sử dụng, qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.